Ok, hello anh em. Hôm nay chúng ta tiếp tục con game đặc vụ A nha. Thì lần trước chúng ta là đóng vai một cái nhân viên tình báo điều tra đi cái hành tung của em này. Em này chuyên xử lý mấy cái mà những cái người mà gọi là đặc vụ ngầm á. Thì em này là chuyên gia xử mấy người đó. Thì mình nhận nhiệm vụ đi tra em này giờ bị mắc bẫy kẹt trong căn nhà đó. Đến cuối cái chương 2 là chúng ta bị nhốt vô một cái hầm ngục, cái mà căn hầm. Thì cũng chưa biết nó ra sao. Này, cuối chương 2 chúng ta đã bị nhốt này. Giờ chương 3, chương 4, chương 5. Thì còn ít nhất là 3 chương nữa. Theo tôi thấy hình ở đây là gì? Nên giờ chúng ta tiếp tục cái chương 3 không? Con nêu đây. Có một cái vali ở giữa nhà. Tất nhiên là nó đã bị phá. Một camera trên này. Trên tường có một cái ký hiệu gì đó thì nó không có đối xứng nhiều lắm. Có một vài cái lỗ trên tường rồi. Ok, dưới này có vết nứt nè. À, mình vẫn coi được con chuột bên này. Chia lô trông như là không có ai ở nhà cả. Cái chân nhà mình đi vô cửa này được không? Nó đã bị phá với một cái kính chống đạn luôn. Thì giờ mình kẹt ở đây rồi. Cái vali thì bị phá. Có một cái nút ở đây. À, nhiệm vụ của mình là đưa mấy cái hình vô đúng cái vị trí đó. Đầu tiên đưa cái hình tròn qua. Không có đưa vô cho nó nằm thảm được đó. Vậy thì muốn cái tam giác qua là mình đâu có đưa qua liền được. Nó chỉ có hai ô thôi. Nên bây giờ mình phải đi từng cái qua. Cái tam giác xuống đi qua đây. Chỉ có ba cái tác dụng là ba cái này. Nghe cái này xuống. Nghe cái này xuống, đưa cái này qua, đưa cái tròn qua, đưa cái tròn qua là coi như xong hết rồi đó. Hai cái không cần thiết rồi mình dục vô góc này trước. Có thích. Rồi mở phá được rồi. Cái vali mà phá đơn giản là Ruby. Very good, Agent Giỏi lắm đặc A. vụ quay. But Nhưng chỉ this là is mới câu just chuyện mới bắt đầu thôi. the beginning. Let's play a little game to show Câu the này như đời world sau vậy just hả? how brilliant you truly are. I've attached a bomb to the world's most famous bridge. Em nói đã This gắn một kill quả bom với switch một cây is cầu. the only way to disarm the bomb. It's all up to you now, Agent A. If you really are the best, it should be a piece of cake. Mình mà các chạy bậy đem nó đi luôn á, đi luôn cái mà mấy chục người gì đây. Nhiệm vụ mới là cái tam giác gạch lên qua phải, tôi nghĩ là cái vòng tròn ở đây á. Anh em thấy mấy cái chấm trên tường không? Nghi là mình phải kiếm đủ bốn cái mà như cái cầu dao hay là cục pin hay là cái ác quy gì đó thì mới mở được cái này ra. Nút rồi là gì? Ở đây à? Một tấm gương, một cái bo dạng như CPU á, lắp đây phải không? Chúng ta đã lấy được cái mảnh đầu tiên.
nhìn như cái máy gung của máy chị em vậy ha. Một nút thì tối thiểu là bốn nút. Nhìn ở đây với bút chì được không? Được luôn. Đây có gì nữa nè? À hiểu rồi. Một hai không có, nó chỉ có hai cái chiều cao thôi phải không? Nó chỉ có hai cái chiều cao thôi. Nghe hết chưa? Thì dài ngắn, dài dài ngắn, dài ngắn đó. Thử sai à? Chúng ta còn 12 lần nữa. Còn 16 lần nữa. Một. Phải tam giác không? Đúng rồi. Rồi. Rồi ok. Từ tính đầu là cái hình tam giác. Này phải có chìa khóa. Theo tôi nhớ hồi nãy là nó gì nè, à, một hình, hai hình, ba hình, cần ít nhất là ba hình. Cái hình đầu tiên là nằm ở đây, đây nó đây 202 một không không. Một hình. Ok. Cái hình nãy em nói vẽ là như vậy. Nhưng mà làm sao để mình can thiệp vào đó được? Xuyên đầu đó. Rồi bây giờ là mình phải can thiệp vô đây được chứ. Sáu cái mới đủ. Gì đây? Nghe được cái gì đó di chuyển. Này như cái bộ tản nhiệt chứ. Đây là cái hình đó nè. 331.2. Đó là cái hình này phải không?
Chúng ta còn cái hình cuối này thôi. Cái này có cái gì đây? Một cái panel nhưng làm sao để mở được? Những cái hộp này là để gắn lên tường. Ở trên này còn cái camera này can thiệp được không ta? Không. Đỏ, xanh lam, xanh lá, xanh dương. Đỏ, xanh lam, xanh lá, xanh dương. Cái hình đó nó có thể đối xứng à, nếu như vậy không đúng á, thì nó có thể đối xứng từ dưới lên, thì tôi nghĩ con game nó làm không có đơn giản gì đâu. Nó đối xứng từ dưới lên là nó sẽ như thế này. Giờ mình nhấn cái nút không? Vẫn chưa di chuyển. Cũng đâu có sai đâu ta. Còn cái cây bút chì. Đây cái hình cuối cùng đây. MV chữ Z chống hai cái. Chữ Z còn lại đang sang. I wouldn't do that if I were you. Or maybe I would. Mình phải gạt cái này lần lần nữa. Nhìn đã không? Có cái căn phòng gì ngon lành xuống vách luôn, còn thiếu 4 miếng nữa. Vẫn chưa biết cái gì nó di chuyển. Này cái gì đây? Mình không can thiệp cho nó được. Con chuột đôi mà nè, nãy anh em nhớ màn anh không?
Gì đây? Là gì à? Chỗ này chưa mở, nhất là bốn cái laser nữa. Này nó không có ý nghĩa gì cả. Nó đã bị phá rồi. Lily rất là thích cái ngôi nhà mới của mình. Cái chìa khóa này mở ở đâu ta? Đỏ, xanh lam, xanh lá, xanh dương. Nếu chỗ này nãy tôi suy nghĩ nó phức tạp đơn giản nhất hiện gì đúng như hình vẽ luôn à, nó tốt rồi nhưng mà không có gì xảy ra. Nãy là tôi suy nghĩ hơi phức tạp thấy. Cái gì phá vàng mở dưới. Mình vẫn chưa mở được cái này ta. Ba ba hả? Ba ba là gì? Hai dài một ngắn. Hai dài một ngắn. Rồi đó là hai dài một ngắn nữa. Quê tay anh em ơi, quê tay. Thì khi quay ngược cái đúng mà. Khi quay ngược bức tường ấy vẫn đúng mà ta. Nó đối xứng với gương thôi. Nè, nhập lên. Không lẽ phải vẽ theo đúng cái hình đó nữa. Này nó có quay không để coi cái đó nó quay lại đúng theo hình đó mà không lẽ tôi phải sửa lại theo đúng cái hình bên kia nữa vậy thì nó không có đối xứng. Vậy thì đâu đối xứng đâu. Bực nha. Tư duy logic thì đâu có sai được.
Thì giờ nó mới tính đúng rồi. Cuối cùng chỉ có hai cái sale thôi. Rồi bây giờ là tra cái trên camera lấy cái mã số này. Tôi nhớ hồi nãy là NVMe hay gì á. Coi lên lần nữa. Giờ này trí nhớ hơi kém. NVMe. Năm tám một một tám. Vậy là nó có rất nhiều cái mật mã khác nhau, ít nhất là ba cái mật mã. Lúc này để làm gì đó? Vẫn còn một cái nút ẩn ở đây. Sao nó lại bị hỏng? Cái méo vậy. Ok. Đây là sao? À hiểu rồi, thông minh. Tôi nghĩ là tất cả nó xây giống nhau rồi được. M ba thi nghe ba thi M
1143. Chị tên đâu? Một bốn bảy ba. Tam giác hình thôi, hình tam giác, hình mũi tên. Hình này là Telegram nè. Cái này là hình tròn, nó chả liên quan lắm. Này nó không có đưa mình cái dãy số gì nữa, chắc lại cái ở góc ra thôi, lấy cái này lại nè. Dưới 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 ủa không lấy chêm cái cây này vô. Không được luôn. Thế là ngừng cái cánh quạt. Cũng không luôn. Chi xeo là cái gì đó. Để tôi Google coi cái. Chi xeo gọi là cái đục, cái đục à, có khi là mình đục lên bức tường cái đục này nè, là dạng như mà anh em đục cái đẽo gỗ rồi khắc mấy miếng tam giác rồi đó, thì cái này nó can thiệp vô gỗ nhiều hơn. Lấy được bút chì rồi không? Không luôn. Không đục thì tôi bức tường rồi nữa hả? Nè được nè, vẫn thiếu một con mắt. Lấy được cái này nữa hả? Một cục đá, cục đá để chặn lên cái nút. Nó xảy ra ở đây hay vòng bên kia đó? Chắc vòng kia rồi. Tôi có thấy cái gì đâu.
Mình cần một cái mã code nữa. À, cái laser nó phải xây vô cái hướng này. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái. Chúng ta có 8 trường hợp. Cái vòng tròn là một cái gạch ngang. Không có cái vòng đó đây. Không thấy khác biệt gì luôn. Nè, cái này là nó liên quan đến cái này nè, tôi đoán không lầm đâu. Nhưng mà sao biết ở trên nó là ký hiệu gì? Ủa cái này sao nó mở lại? À chắc cục gạch bên kia. Rồi vậy là mỗi cái nút là một hình, hiểu rồi, nó vô cái nút rồi. Ok, bước sau nữa mình mở được. OIV tam giác. Chấm hỏi 3 8 chấm hỏi. Chấm hỏi 38 chấm hỏi thì nó còn là 1 6 9 10. Chấm hỏi 38 chấm hỏi không? 1 6 9 10. 5 số nãy giờ mật mã luôn là 5 số. Tôi coi còn cái gợi ý gì nữa. Gì đây? Mở lại ra lên đó. Sao bấm hết được rồi? Rồi, bắt đầu mò bát thôi. IOV tam giác. Cái này chiều ngang 15, không phải à. Cái này có khả năng là 6, cái này có khả năng là 19. 1. Cái này không, một là khả năng là số 10 không? 1 6 1 6 9 10 1 6 9 10
thì chúng ta có hơi bị nhiều trường hợp đó. Thì loại ra một giấy có thể đi với 10 thôi, 169 với đi với 10, 38 trên giữa. Rồi bắt đầu thử rồi. Không có số 0, không có số 0. Sáu ba tám chín hoặc 9 3 8 6, nhưng mà nó 5 số lận. Rồi chỉnh cái laser trước đi. Cái tam giác thì nó vuông góc 90 độ. Cái hình thoi vuông góc 90 độ. Ủa cái hình mũi tên nhé. Cái này phải không? Hình telegram. Đây cái hình telegram. Rồi đúng rồi. Hình telegram là 90 độ. Chín mươi độ hướng nào mới được chứ? Cái hình thoi, hình thoi là 90 độ sang phải luôn. Bữa hông nó nằm bên phải. Còn cái hình cuối. Không ai vi tam giác hồi ba chấm hỏi chấm hỏi 38 chấm hỏi. Này có khả năng 12. Cái này 19 không? Không. Hai ba bốn năm bảy chín tám mười một mười ba tám mười một mười bốn thì theo lý thuyết là gì đó, thì anh em nhìn chiều dọc nè, 234 nè, thì cái này nó tăng bậc 2 là 579, này tăng bậc 3 thì 14, thì cái đó là hợp lý nhất thôi. Chiều ngang là 258 nè, 37 là 11 nè. Nếu như chiều dọc đúng thì chiều ngang đương nhiên nó cũng phải đúng luôn, là 48 14 8 3 8 14. Ủa không, 9 3 8 14. 9 3 8 1 4. Ok. Tại sao lại sai? Hồi 3 đúng rồi mà. À 14389, tôi nhìn ngược đó. Cái
cái tầm giác là 180 độ. Rồi chúng ta phá đảo màn hai rồi. Cái gì đó rồi, dùng laser chiếu đây hả? Rồi đủ 4 cái set toy rồi đó. Màn này hay á, màn này nhiều câu đố nó phải bắt mình suy nghĩ nhưng mà cũng không quá tốn thời gian. Cái méo gì vậy? Now that's the real definition of a kill switch. You didn't think I would. Chính mình là người kích nổ luôn. Nó chơi thuốc mình. Đến đầu cái nút đó dù hiệu quả nó bữa bơm không à. Just how incompetent you and MIA really are. Au revoir, Agent A. Lũ đảng đó, nó mượn tay mình giết người. Watch. Giờ mình tự cứu mình đó. Xếp đề đai. Cây cú rồi ngồi đập đồ anh em ơi. Đập cái nào lẫn. Đứt hết dây nè. Phá bơm hay quá hả? You were disappointing in the end, Agent A. Cuối cùng thất vọng như bạn, chưa chết đâu, chết hấp dẫn sao? Chưa vào cái ống đó phải không? Hay là... Nagao là cái gì? Nó giao dạng như là cái ống không khí quá. Mẹ có con Gooby bị đặc nhiệm rồi giết lên nên trả thù cái gì. Sử dụng cá chấm thớt vậy. Rồi rồi, coi dày rồi. Woman. Này ý nghĩa gì không ta? Chìa phá bạc chắc ở đây quá. Không phải dặn ngóp vậy. Trời 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 trời, lấy tay bẻ tường luôn. Không phải cái này luôn hả? Cái này dạng như là hộp dụng cụ chứa đồ vậy thôi. Rồi chìa khóa trắng lại mở cái tủ vàng. Không còn cái gì có thể can thiệp nữa.
I told you to end Agent A quickly. Kêu giết mình nhanh hơn đi. You have your ways, I have mine. You shouldn't have done it like that. Bạn có cách của bạn, tôi có cách của tôi. Now the world knows how pathetic MIA really are. Besides, once you locate Agent B, we can finish MIA for good. No one will be able to stop us. I'm sending your next mission now. Sit tight. Mission supplies will be dropping in shortly. Ruby, do not go rogue and jeopardize this mission again. Now that Agent A is dead, I'm quite content. Để tôi mà đấy, đặc vụ A đang nghe nè. Em nó coi thường mình quá. Không thể bỏ qua được đâu. Ủa, tôi nghĩ là chỗ nãy vẫn phải còn cái gì để mình làm chứ. Đâu có đơn giản gì đâu. Tôi còn cái bản đồ chưa tương tác mà. Hai hai tám hai năm một. Có số 1 đây. Mấy cái này quan trọng không ta? Mình vẫn còn cái hộp này ở đây nữa nha, đừng quên. Coi bộ cái map này phải di chuyển hơi nhiều đó. Một phần hai. 228251. Gì đây? Rồi công phòng để biến đổi tiếp. Cái phòng cũ chưa coi nữa. Mèo nè. Đầu game là cái bình hoa này bật cái nắp ra được. Giờ hết rồi. Lừa mình. Đói bụng ăn đi. Con chuột ơi, có đồ nữa đó. Vậy là mình hết tương tác rồi, chuyển thể thôi. Không can thiệp đâu được đó. Hai hai tám hai năm một bốn chín tám. Chuột này kháo quá ha. Trời, phần mềm hát nó đâu bỏ tủ không biết nữa. Đĩa CD nữa chứ. Con game tôi mới mốt định làm là cái ổ đĩa vuông luôn á. Giờ chắc không biết anh em còn biết ổ đĩa vuông nó là gì không. Tại vì mấy upset của tôi dùng nó cũ lắm mà.
Gì? Hai hai tám hai năm một bốn chín tám hay tám chín ta? Có dãy số 8 số 9 số gì mà nhớ không nổi nữa. Đầu óc hôm nay. Lên lóc rồi thì mình có thể đi qua đây. Tôi vô chuồng bích. Ok. Gì vậy? Một hai này còn lại 6 trường hợp. Còn lại là 2 trường hợp. Đúng luôn rồi. Chút nữa mình mở mới đi được. Gì đây? Ủa, đi về luôn đi. Số 2 chưa có bát. Một cái thẻ quẹt vô đó mới được. Thang dầu điện. Tương tác đâu được nữa không? Ngút quân. Mình chỉ có để đi tiến lại đây thôi. Kiến trúc ngộ nghĩnh quá. Đi. Thò tay xuống mà lấy. Vậy là còn một mảnh nữa đó. Nhớ rồi. Cái này hồi bấm đi cực lắm. Nên dắt tôi chụp hình lại đi. Bấm tới bấm lui nhức đầu lắm. Ok. Còn một cái hình ở bức tranh nữa. Để bự bự đi. Này số 2 nè. Hồi nãy mình hắt số 1 là phải cái quạt ở đây không đó. Số 3 là em nó ngồi tối ngày chơi game vậy đó. Ở đây là hết chưa?
Này tôi nghĩ là hết rồi, đi thôi. Game này bắn đi tới đi lui mệt quá, chóng mặt nữa chứ. Kéo này lại được không? Đủ 4 cái khối này mới mở được. Mình chưa có miếng nào luôn á. Hình như thiếu một miếng lắp vô đây. Máy thông gió mới lấy được miếng này. Thôi bữa nay à, hôm nay nghỉ đây thôi, ngày mai chơi tiếp. Rồi chúng ta xong chương 3 luôn rồi, đang qua chương 4 nè, thì đợi còn 2 chương nữa thôi.